Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Vi Tính Duy Nguyễn. Hôm nay lại là một series mới. Hôm nay một series nói chung cũng không có gì quan trọng, là hôm nay mình đang dùng một cái bản Windows. Hôm nay là mình mới vừa cài lên một cái bản Windows 11 vừa mới ra. Mình thấy nó ra nhiều người đã dùng bản này rồi và đã cho đánh giá rồi. Riêng mình thì bây giờ mình mới cài, mà mình cài trên cái máy gọi là Core 2 đấy. Để cho mình xem, là mình mới vừa cài xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra thông số nha. Đây, mình sẽ tiến hành kiểm tra thông số. Cái này là máy này mình chưa có dùng về bất cứ vấn đề gì luôn. Mình mới vừa cài lên thử xem coi nó hoạt động như thế nào, có tốt hay không. Ngoài trước tiên thì mình đã đánh giá về giao diện khá đẹp, mình nhìn thấy cũng ưng mắt. Giao diện này nó cũng kiểu như mấy cái gọi là mấy cái máy cảm ứng á. Bây giờ mấy giao diện nó giống máy cảm ứng nè. Đây phần star nè, nó đã dời ra đây nè. Cái này mình xem một số người là cái này có thể chỉnh là được nha. Nhưng mà mình thích để cho nó mới. Đấy. Đây mình sẽ cho các bạn xem cấu hình của mình. Đây là cấu hình của mình nha. Mình đang dùng con Acer 5738 T7500, con Core 2 nè nha. Core 2 Duo nè, T7500 RAM 4GB. Đấy. Đó, đây là cấu hình nè, đây là cấu hình mình đang dùng trên con laptop này. Thì mình là một người, mình là kỹ thuật nên mình cài cái này chứ thấy chìm thường. Lúc đầu thì mình cài có một số trục trặc, là nó sẽ có cái là vô tới cái phần đầu tiên khi mà nó báo setup thì nó không được thôi, chứ mình thấy ngoài ra thì nó cũng bình thường, nó cũng không có cái gì gọi là khó. Nhưng lúc đầu là setup vô nó không cho mình bấm gì hết, xong rồi cái mình phải bấm reset lại nó mới được đấy. Ngoài ra thì mình chưa thấy gì. Đây là giao diện tất cả có. Để mình sẽ cho các bạn xem, đây là mình đang chạy Win 10. Các bạn bấm biểu tượng Windows cộng R nè, là nó sẽ ra chữ Run nè. Muốn kiểm tra luôn cái bản Win mình đang dùng là gõ Win VRR. Đấy. Đây. Thấy chưa? Mình đang dùng bản Windows 11 nè. Cái giao diện lúc khởi động nó sẽ là hình vuông vậy luôn nè. Đấy. Phiên bản 21996. Đấy, phiên bản mới. Mình thấy nhiều người đánh giá thì riêng mình cũng như là những cách cài khác, mình thấy là mình đang dùng cái con này nó cũng, nếu mà các bạn có cũng nên có SSD để mình dùng cái giao diện này hơn. Vì giao diện này nếu mà bạn chạy ổ cứng thường, có khả năng mình sẽ nghi là ổ cứng thường nó sẽ ổ cứng hồi đầu thì hơi khỏe, nhưng mà mình thấy sau thời gian nó sẽ chắc sẽ mình thấy sẽ không ngon. Đấy, đây là ổ cứng là mình đang xài SSD nè. Mình đang xài SSD nè, không? Từ cái giao diện ô vuông hay là mấy cái desktop download document rồi nó đã gần như cải thiện và giống nhau hết rồi. Nó đã đổi mới hết, nó cũng nhìn cũng đẹp và cũng làm á. Đấy, cái này là một bản Win trắng từ A tới Z hết nha. Mình không có God, mình không có dùng cái gì hết. Đấy, đây mình đang vào đây để cho mình các bạn xem nè, chuột phải vào đây nè. Tab Manager này, không? Cái thành tab này nó cũng đã thay đổi nè. Đấy. Đó. Đây, mình chức năng này là các bạn phải active được cái này nè, nên nó mới cho phép bạn chỉnh sửa nha. Mình thì chưa có active nên mình đang để về dùng luôn. Đấy. Đó. Đây là tất cả giao diện. Nó trải nghiệm cũng khá là mượt đấy. Mình đang sử dụng cái bản này là bản không có, mình chưa active bằng cây. Đấy. Mình thấy ngoài ra giao diện ra thì nó xài cũng hoạt động cũng giống bình thường, và tất cả nó cũng không có, nói chung mình thấy cũng không có gì thay đổi nhiều. Nếu mà các bạn dùng Win 10 thì nó sẽ không có thay đổi gì nhiều ngoài cái icon này ra thôi. Đấy. Ngoài ra chất lượng lót cũng được. Mình không có mình sử dụng nãy giờ thì không có thấy được là có thêm cái trục trặc gì mới. Ngoài ra ngoài những cái bản star nè. Bản star có thể chỉnh lại nè. Menu giống kiểu dạng MacBook nè. Đó, Office nè.
tất cả đều có tìm duyệt hay là tất cả đầy đủ, nói chung là chỉ cần nó chỉ thay đổi một ít thôi, không có nhiều đâu, theo mình nghĩ không có nhiều. Nhưng mà chắc chắn cái bản Windows 11 này sẽ cho mình nhiều trải nghiệm mới. Mạng biết nó sẽ tự nhận cho mình hết đấy, mình không có cài hồi trước mình phải đau từng cái driver để cài cho một bản Windows. Ví dụ như là mình cài Win 7, Win 10 thì bắt đầu nó không cần rồi. Win 7 thì phải đau từng driver về để cài cho con này, nhưng mà bây giờ thì nó khá, mình thấy nó đã khá là đơn giản rồi, trải nghiệm thì nó cũng khá là mượt. Để mình vào một trang web cho các bạn xem. Đây, nó đã thay Internet Explorer bằng Microsoft Edge rồi nè. Đấy. Đó. Nó đã thay đổi. Tuy nhiên dần cái giao diện này mình cũng nghĩ là dù có nâng cấp cỡ nào, người dùng chỉ cứ dùng Google Chrome, nhưng mình chắc cũng chỉ dùng Google Chrome thôi chứ mình không có dùng cái này. Ít. Giao diện nó có vẻ như là nó hơi mình vẫn thấy nó hơi khoai khoai giống Internet Explorer. Đấy. Đây mình sẽ trình duyệt web. Vì mình thấy cái trình duyệt web đó nó hơi khoai khoai sao ấy. Đây, để mình sẽ cài cái Google Chrome trước. Đây, trong khi chờ đợi mình cài Chrome đúng không? Đây, cái giờ nè, mình cài là cái giờ nó bị nhảy sai múi giờ luôn. Đấy. Mình sẽ chỉnh lại múi giờ luôn. Cái này là mình thấy theo mọi người đang dùng thì nếu mà có khả năng thì mọi người hãy lên, còn nếu không thì hãy khoan từ từ để cho nó ổn định, để cho nó tự update. Nếu mà các bạn đang xài Win thì để cho nó sẽ tự update, nó sẽ hay hơn. Đừng vội update lên Windows 11. Trải nghiệm thì khá tốt. Nói chung theo mình là trải nghiệm về cái con này thì nó gọi là khá tuyệt vời. Nhưng mà theo mình nghĩ là các bạn khoan hãy lên. Theo mình nghĩ là thế. Đây, nên mình sẽ chỉnh lại cái múi giờ luôn. Đây, mình sẽ chỉnh lại múi giờ. Múi giờ của mình là 7 cộng. Múi giờ mình 7 cộng nè. Đấy, múi giờ mình là 7 cộng. Đó. Thời điểm mình quay cũng là hơi khuya rồi. Thì ban ngày nó chỗ mình nó khá là ồn. Thật sự là đúng ồn luôn. Đấy. Bây giờ là 12:47 rồi. Mình đang trải nghiệm thử là mình chưa có cài bất cứ cái gì trên đây hết. Đây là ngoài hoàn toàn trống hết. Đấy. Mình sẽ mail một số cái icon mọi người hay dùng ra. Đây, đây biểu bấm biểu tượng Windows Start. Thông thường chữ Start này sẽ nằm trong góc bên này nè. Nhưng mà nơi này nó được mail ra ngoài luôn. Nói chung là cũng mình thấy nó cũng không tệ đâu. Có một cái mới thì nó sẽ hay hơn. Đấy. Xài Win này nếu mà theo mình nghĩ những cái máy đời cũ mà sử dụng cái Windows này có thể ổ cứng thường, mình chắc chắn nó sẽ bị lag, bị hạn chế đấy, vì nó có vẻ hơi nặng. Với cái cấu hình như mình tất cả đã nói chung là không ngon lắm đâu. Cấu hình này để mình quay test, mình làm mấy cái video dạng test xem video đồ xem thì mình không thấy cũng nó cũng khá là ổn thôi, chứ còn với các bạn mà nếu mà bạn up lên đây kiểu gì là có nghĩa là không ổn đâu. Đấy, đây đang chờ cài đặt thì mình thấy cũng bình thường thôi, tay máy mình nó hơi yếu về khoảng này thì cái vấn đề này là chắc chắn mình phải chịu rồi, nên không có. Còn máy các bạn mạnh thì và khuyến khích máy các bạn mạnh hả nên nâng cấp lên Windows 11, còn không thì thôi. Đấy, đây là cấu hình của mình nha. Đấy, mình cài bằng file ISO luôn nhé. Đó, Windows 11 nè. Đó, 30 tháng 5 2021 là cái bản này ra nè. Đấy. Đó, tất cả thông số này là thông số của máy mình. Đấy. 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 Phải đến, nói chung là mình cảm thấy là mình sẽ trải nghiệm trên máy tính trực tiếp làm việc của mình. Còn cái máy này là mình đang cài test, nhưng mà mình vẫn ngại.
Máy tính mình làm gì nhiều thứ nên mình không có dám đụng gì nó nhiều ở trên trên cái máy kia. Còn bây giờ là mình vẫn dùng con này để mình test, mình cài để mình hỗ trợ. Đây mình sẽ nói chung mình thấy cũng không có gì khác so với cái bản Windows 10 nhiều. Đấy, mình thấy không có gì khác. Đây là mạng, vô mạng, máy mình thì vô mạng chỉ có từ 2.4G với lại nên nó yếu, nó lag, vẫn còn quay. Đấy. Đấy thì cuối cùng thì mình sẽ cũng tổng chốt video tại đây, thì các bạn nên suy nghĩ trước trước khi quên lên Windows 11. Từ từ hả lên. Theo mình nghĩ là các bạn hãy hãy từ từ hả lên. Đây còn còn có một vấn đề nữa là cái này mình sẽ chia sẻ thêm là các bạn thấy là khi mình sử dụng này á, nó sẽ có một cái nếu mà các bạn không biết nè. Đây, đây là cái nút tắt nguồn. Đây. Đây là góc này là nút shut down nè, sleep nè, sync out nè, reset nè, shut down nè. Giờ đây, đây là chỗ chỗ tắt nguồn. Chỗ này chắc chắn sẽ các bạn nếu mà lỡ có update lên á, các bạn sẽ biết nè. Đây. Chuột phải vào đây. Đây, nó sẽ là có biểu tượng này. Đó, có tất cả các thanh công cụ y chang nữa, hồi trước nó nằm bên góc này nè. Đấy. Còn nếu các bạn phải bấm dây cũng được nè, nó sẽ cũng ra nè. Đây, mình sẽ chỉ cái hướng dẫn nè. Đây. Đây. Đây, các bạn sẽ bên này nó cũng có nè. Đây. Đây, nói chung là các bạn chỉ cần xem thôi. Các bạn sẽ cần tìm hiểu trước khi mình update lên nhé. Đấy. Và các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của Vi Tính Duy Nguyễn nhé. Đấy, thì mình sẽ bữa sau mình sẽ có dịp làm nhiều video khác, sẽ đưa up lên trên kênh cho các bạn xem nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.